ta tự hào đi lên, và cả dân tộc cùng bay lên bằng một sức mạnh diệu kỳ, nhưng không bay bằng bộ cánh của con chim đại bàng thần thoại, mà bay bằng chính đôi chân thần tốc của những người chiến sĩ. Thần chiến thắng là những chàng áo vải, những binh nhất, binh nhì 18 tuổi, giết quân thù không đợi có hạt nhân. Chống lên trường sơn.